con kênh xanh xanh. Ở đây có rất nhiều cá người ta nuôi trong đây. Hàng ngày thì có rất nhiều người cho cá ăn. Quá trời nhiều cá luôn. Nhất này chơi xanh. Cho cá ăn bánh mì ha. Dạ đi con. Dạ. Rồi giỏi. Rồi chơi xanh cùng với ba cho cá ăn bánh mì ha. Rồi chơi xanh đi. Nè, bánh mì cho cá ăn ha. Giỏi. Nè xanh này. Nè, cho cá ăn đi. Ừ, cho cá ăn bánh mì đi. Nè, con cho cá ăn bánh mì đi nè. Nè, xanh nè. Ừ, nè, con cho cá ăn bánh mì đi. Nè. Ồ, xanh thấy cá hả? Nè, nè, xin cầm bánh mì cho cá ăn đi. Nè, nè. Giỏi ơi. Ừ. Ôi, cá lớn quá xanh này. To quá, cá to quá ha. Có cá vàng bự quá ha. Rồi, xin chọn miếng này cho cá ăn đi. Nè. Giỏi quá. Nè, miếng thuốc. Ôi, cá quá bự xanh ha. Quá bự luôn xanh ơi. Cá bự bự không à. Ôi, giỏi quá. Xanh cho cá ăn giỏi quá. Rồi, mình đi chơi tiếp ha. Hôm nay Jason được ba dẫn cho đi xem lễ hội trăng rằm. Chắc là năm giờ. Ừ, quá đông người đi tham gia lễ hội luôn xanh đây, quá đông luôn. Thì giấc này vào sẽ có rất nhiều trò chơi dân gian nè ha. Thì giấc này tới 6 giờ tối sẽ có rất nhiều trò chơi dân gian. Ba dẫn cho xanh rồi ba chỉ cho xanh mấy trò chơi. Rồi, vào khu vực xếp vé ha. Người luôn như xinh ha. Thôi mình vào khu vực lễ hội thôi. Ồ, những chú hề kia xinh ơi. Ồ, cho xinh thấy những chú hề không? Những chú hề. Ơi, xin lỗi những chú hề kìa xin này. Hả? Những chú hề. Diễn xiếc đó ha. Hả, tên là thế lạ không? Ôi đất ơi. Bên đây là nguyên một hàng dài. Những em thiếu nhi đang chờ để được nhận bong bóng. Đang chờ để được nhận bong bóng từ chú hề ở đây. Chú này đang làm những hình cái bong bóng đó xinh ha. Làm bong bóng đẹp thì là đẹp luôn xinh ha. Để tặng cho em thiếu nhi ha. Ơ, đã quá xinh ha. Nhưng mà một hàng dài người xếp hàng luôn. Nè, chị xin đứng đây coi chú làm nè ha. Chú làm nhanh quá ha.
chú làm không? Chú làm tạo hình con cống nhanh quá. Hay quá, đẹp quá. Đây. Còn bên đây là những chú hề. Thì là cao luôn xanh ơi. Ồ, chú hề đi cà kheo cao quá xanh ơi. Xanh lạ không? Xanh thấy lạ không? Lão ha. Ở bên đây cũng là một hàng dài. Một hàng dài, những người xếp hàng để chờ lấy con bóng luôn. Con bóng. Một hàng dài, những người đang chờ để lấy con bóng luôn. À, những quạt đó. Về sắm cái quần máy. Hàng dài giờ biết chờ tới lúc nào. Ơi mình phải đi vòng vòng chơi ha. Ơi chú hề cao quá xanh nha. Chú hề cao quá xanh ơi. Ê, gấu quá xanh ơi. Ê, hay chú gấu quá ha. Chú gấu và thỏ. Xanh thích không? Cho xanh lời gờ chú gấu nè. Xanh high five chú gấu nè. Sao không? High five với gấu đi. Giỏi. Giỏi quá. Trời, cảm ơn chú gấu. Xin high five với bắt gấu luôn hả? Bye bye bắt gấu đi. Giỏi. Bắt gấu và bắt thỏ ha. Rồi mình đi một vòng để hỏi nữa ha. Có thích bắt gấu với bắt thỏ hả? Rồi xin thích bắt gấu bắt thỏ. Đứng ở đây coi bắt gấu bắt thỏ đi. Ha. Thôi đứng đi coi bắt gấu bắt thỏ. Đứng coi đi. Xanh thích bắt gấu bắt thỏ không? Xanh thích bắt gấu bắt thỏ hả? Nãy cho xanh hai phải bắt gấu bắt thỏ rồi đó. Lúc nãy xanh hai phải bắt gấu bắt thỏ rồi đó. Đi lại đây là động ma bắt thỏ nha. Ơi, đụng bắt gấu với bắt thỏ hả? Thích muốn lại đụng mà lại đụng xong rồi chạy. Được rồi. Bye bye bắt gấu bắt thỏ đi, mình đi chơi tiếp ha. Giỏi. Thôi, mình tạm biệt khu vực sảnh này ha, mình sẽ đi vào. Đây khu vực chụp hình. Đây khu vực bán hàng ẩm thực. Trà, gian hàng ẩm thực.
đây là khu vực lều trại. Khu vực ngồi để coi ca nhạc đây. Đây là sân khấu này xem ha. Khu vực sân khấu này ha. Đây là khu vực sân khấu của chương trình ca nhạc đây. Quá đông luôn xem nha. Đây khu vực giữa sân khấu hay xanh ha. Ôi khu vực giữa sân khấu đây. Mẹ xanh chưa biết tô đâu. Cái bé đang tô tượng thôi. Tô tượng. Con xanh lớn cho con mới chơi nha. Phi đoàn sắc màu. Phi đoàn sắc màu phá như thế này này. Mình sẽ lên là mình đăng ký xanh ha. Mấy thằng tô tượng đây. Ok. Cô muốn coi tô tượng hả? Mày cho xanh ngồi xuống ngồi phái. Đừng phái nghe nhìn thôi nha. Mày xanh ngồi đây đi. Rồi. Rồi xanh ngồi ha. Coi chị tô tượng nha. Ừ. Thôi được anh. Vậy chắc là thôi coi thôi nha. Coi thôi nghe chứ không có làm. Coi là dính tùm lum tà la nha. Con chưa biết tô đó ha. Ha. Ôi. Người ngoan quá tơi. Nè bà chỉ xanh tô ha. Đây đây bà chỉ xanh tô ha. Đây cầm nè. Anh cầm một tay thôi. Rồi xin cầm đây nha. Xin tô đây nha. Ê, xin tô tượng chú Tiểu hả? Này. Ê, nè xin ơi. Nè, tô nữa không? Thôi cầm mình cầm ở cán nè. Ừ, nhúng vô màu nè. Nhúng màu ha, mình tô đây nha. Ý ngã đúng rồi.
em mà cầm lên. Ê, rồi. Rồi con to đi. Thôi to chút gì được rồi ha, tập cho biết chơi thôi nha. Chính tay nè, thấy chưa? Chấm ít thôi. Chấm ít thôi à? Không chấm nhiều nha. Rồi thôi được rồi nha, lau tay nha. Đây đưa nè, đưa tay dính tay nè, thấy chưa? Nè, tay dính dính màu nè, xin không? Thấy không? Đó, dính màu thấy chưa? Bà lau tay cho nha. Ồ, nó mình tô tượng em bé đó ha. Ồ, phải tô nhiêu thôi ha, tô nhiêu thôi ha. Đây là cái cỏ ở đây. Rồi, xin cầm đi, xin tô đi. Tô đây nè. Nó dính tay kìa. Thôi, đừng đụng vô quá nha. Rớt luôn, tô mà. Tô nhẹ nhẹ thôi. Tô nhẹ nhẹ thôi, rớt ha. Không ngậm, thế nè. Rồi, sau đây tập tô tượng. Ôi, tô nhẹ nhẹ thôi. Tô nhẹ nhẹ thôi. Thôi nhẹ nhẹ thôi, không có quậy. Thế nè, đổ ấy. Đó, thấy chưa? Tô xong tay giờ nè, thấy chưa? Rồi, dính màu nè, thấy chưa? Hai tay luôn nè, thấy chưa? Dính màu nè, thấy chưa? Đó, thấy chưa không? Về nhà rửa nha. Ừ, về nhà rửa nha. Tô xấu quá xanh nè. Tinh tô rất tùm ra luôn. Thôi bấm. Thôi, chơi nhiêu thôi nha. Chúng mình còn nghe ha. Rồi rồi. Không, con rồng không làm được đâu con. Rồng các bạn lắp để làm cái tour siêu nhân đi. Đừng lên nha. Nhanh còn các bạn đông lắm. Không nhìn được sau kìa. Đâu lắm thì còn nhiều các bạn đấy con. Còn chúng muốn làm. Chạy ra. Làm con hình các con rồng. Con mèo đi. Siêu nhân. Rồi hết giờ, hết giờ, hết giờ. Đúng rồi. Còn thời gian còn lâu mà. Con đứng vào hàng đi, không là không được bây giờ. Chú đang nắng tàu he, tàu he tàu hình nữa nha. Ừ. Ừ.
nguyên một hàng dài các bạn đứng chờ nắng cà phê rồi sau này. Xin đi chơi lượm lá cây đi, lượm lá cây xin ơi. Xin hôm nay đi xem lễ hội trăng rằm, các chương trình ca nhạc và những trò chơi dân gian rất là đông luôn. Đó, cục dây gì đó, lá cây đâu? Hả? Làm được cục dây này hả? Dây gì vậy? Cục dây. Cỏ đi nè, cỏ của người ta đó, cho bức á, ba dây xanh bức cỏ đó, cứ đi. Cỏ nè, cỏ nè. Tôi không chơi hả? Không thích hả? Sao cho bức cỏ đó bức đi. Để mặt cho mấy anh chị nó đến này. Là bạn của mèo con này. Tôi sẽ trả lời theo yêu cầu nè. Đây, bà ẩm. Nè, cô sẽ trả lời theo yêu cầu nha. Chấp đảo quá ha.